vọng nào. Hello mọi người, bây giờ là hơn 1:30 và chúng ta sẽ đến nhà nhảy của Braha. Cái biểu tượng cũng rất là nổi tiếng của Braha nha. Hãy follow anh em mình nào. Chúng ta đến dưới chân cái nhà nhảy rồi. Đi đi. Nhanh ấy. Đến rồi. Bây giờ chỉ tìm kiếm cái view để chụp thôi. Đây thì gần nhảy thôi các bạn, ôi trời đẹp thật. Thấy không? Không chụp được hình gì. Anh em tôi đã đến cái nhà dancing house rồi. Nhà nhảy đấy. Mộc cho nhận xét về cái kiến trúc của nhà này nha, có đẹp không? Độc đáo. Bắt mắt. Tôi muốn khó để được vào. Thế còn các cái khung cảnh xung quanh thì sao? Ôi, thật là hữu tình nên thơ mây trắng. Nhưng hôm nay làm thế rất là đẹp các bạn ạ. Tôi chọn đúng ngày để đi, đúng nơi. Bây giờ anh em chúng tôi đang lên vào trong cái nhà này. Hello. Lên trên này, view. Và có nhân viên chào khá là lịch sự. Khách cũng đẹp. Uống cà phê, cà pháo. Cà phê đi. Tôi lại cà phê. Chai latte. Chai latte, chè latte. Sao ngắm xuống phong cảnh à? Cảm nhận. Quá đẹp, quá hùng vĩ. Ôi, kiểu hôm nay là không biết nói từ gì hơn nữa, nói chung là đi từ ngạc nhiên ngày đến ngạc nhiên khác. Bây giờ anh em chúng tôi đang ở nóc của nhà nhảy. Uống cà phê một lúc xong rồi đi. Ôi, chai latte ngon thật đấy. Uống vị quế mà em thích. Quay lại Braha lần nữa không? Có chứ, mình muốn quay lại. Lý do? Bởi vì mình muốn khám phá những nơi mà mình chưa đến. Có thể nó rất đẹp nhưng mà có thể khách người ta ít đến. Kiểu hôm qua bọn đâu sáng mình đi khu Kampa cũng rất là đẹp. Đến cả khu người Do Thái chắc có ít người biết. Chè ngon không? Ngon, có mùi quế mình thích nhỉ. Mình rất thích hương vị của quế. Mập, anh em đang ở dưới gầm cầu gần đâu? Sông Vltava đây. Nhưng mà gầm cầu này không phải là gầm cầu của Việt Nam đâu các bạn nhé. Bên đây có. Đây là một góc của sông Vltava ở Braha đây. Rất nhiều rác thải trên xuống sông dồn về đây. Rất bẩn luôn. Đằng kia là mấy con ngốc hay là con thiên nga đang ra. Chén. Nghe mày xinh lắm. Mấy em Tây quá xinh luôn. Thank you.
thiên nga dãy chết. Ơ, trên kia bị thương hay sao đúng không? Nó đang bơi. Như gọi chó. Đằng kia con vịt bé tí. Đấy thì thế là to rồi đấy, sai to đấy. Đây nó gọi là to. Coi đều nhờ. Con này có vẻ bạo, gần người. Bây giờ hai anh em tôi sẽ đi đến địa điểm tiếp theo là đi đến đồi Visehrad. Người đi cùng tôi nhá, let's go. Bây giờ chúng ta đang đi đâu đây? Đi đến đồi Visehrad. Đã đến địa điểm Visehrad. Các bạn nhìn đây, đây là dấu chân rất là hay nha. Các bạn đi dẫm lên. Ôi mệt quá. Kính mời mọi người đi theo anh em tôi nhá. Không có một bảo hiểm ý. Yes. Yeah. Không đi. Somewhere in this park to paint something. Trước mặt chúng ta là nhà tròn, kiến trúc của người Do Thái. Cái này được nhà tròn là tại vì được xây dựng đúng hình tròn. Đây có lịch sử này, mộc này, tiếng Anh bên này này. Đọc lên là dịch ra là Thánh Martin. Hungary ở Bavaria, bởi vì cha của ông ta chuyển Hitler ấy in Bavi. Martin đạo theo đạo lớn mạnh. Martin. Anh em tôi đang nghỉ ngơi. Kính mời các bác, kính mời các bác, các bạn. Nó không có chú cái gì cơ mà. Miếng quýt nha. Quýt cũng mời. Quýt mời. Trên này rất mát luôn. Nếu mọi người đến Praha cứ buổi chiều lên đây ngồi uống bia, ngắm cảnh rất là đẹp. Mà phát biểu cảm nghĩ về phong cảnh đây. Phong cảnh ở đây để lên nhất là đầu tiên mình đến mà nó có đồi, rất nhiều đồi. Và trên đồi thì mình có thể ngắm từ trên xuống, rất là đẹp. Mái nhà đỏ rất là nổi bật. Đó là một đặc trưng của Séc mà mình sẽ không bao giờ quên. Cô thích, kiến trúc cô thích. Ừ, và Thiên Chúa giáo. Nhà thờ này nhỏ hơn nhà thờ ở chỗ trung tâm Lustig. Nhưng mà nói chung là cũng hình táng. Nhìn trên kia là bạn có thể nhìn thấy được là Thiên Chúa. Linh Mập. Đấy, cô cho phát biểu ý kiến là khi vào cái nghĩa trang tham quan thì cô có nhận xét gì về một nơi linh thiêng như này? Vui, phải vui mà cảm giác là đây là nghĩa trang của các vị nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Séc ấy. Nên tôi cảm thấy là một nơi rất là thiêng liêng đúng không? Những chiếc mộ này có rất lâu đời rồi. Hàng trăm năm rồi đấy. Nó có bản đồ. Nó có bản đồ. Tối ôm ôm này. Anh em tôi đi vào hầm tối xem có gì không. Hầm trời ơi. Ủa mát thế.
mặt lạnh luôn. Đây, ta không vào đây này. Bên đây có gì không? Xuống đất rồi. À thế thôi à? Thôi. Âm ra chỗ mấy ngôi nhà này. À. Mình nhìn xuống đây. Kem nào? Phát biểu xem kem nào? Kem tươi ngon lắm các bạn ơi. Kính mời mọi người. Đó là hành tây muối, hành tây ngâm chua với cả xúc xích. Một lần nữa lại kính mời tất cả mọi người khu công viên gần nhà tôi cho em gái ra đây tham quan. Và bây giờ anh em tôi về. Tối nay thì sẽ đi ăn cỗ. Tiệc chứ cỗ gì? Tiệc cỗ nó như nhau. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Á hội. Ngon không mập? Ngon. Dạ dày. Dạ dày bò này. Tay lợn này. Rất nhiều món ngày hôm nay. Rồi anh em tôi đã về nhà rồi. Vừa ăn uống no nê xong. Bây giờ về nhà đi ngủ thôi, để mai còn đưa nó đi mấy nơi tham quan nữa. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem video đến lúc này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. À, hồi.